Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định sau gần 2 năm chống dịch, chúng ta đã hiểu hơn về virus, có nhiều kinh nghiệm hơn. Do vậy, nước ta chuyển trạng thái từ mục tiêu không có Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dù vậy, trước những khó khăn đã và đang tồn tại, những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh tế đã cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhận định cần có kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể, kết hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành nghề để các chính sách này được chọn lọc đến được đúng và trúng đối tượng đang thực sự gặp khó khăn cần được hỗ trợ kịp thời. Mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế sau đây. Hơn 90% các khách sạn trên phố cổ phải đóng cửa hoặc giao bán. Đây là con số cho thấy những tác động tiêu cực của COVID-19 lên nền kinh tế. Dù phải đóng cửa, thế nhưng chủ các khách sạn hàng tháng vẫn phải chi trả tiền điện, tiền nước và cả lãi vay ngân hàng. Với chúng tôi ảnh hưởng rất là sâu nặng bởi vì từ tháng 4 năm 2020, từ tháng 2 2020 là chúng tôi đã không còn hoạt động, inbound của chúng tôi đã không có khách quốc tế vào Việt Nam nữa rồi. Và tới thời điểm và đến thời giữa chúng hoạt động nội địa thì chúng duy trì được duy trì được đến tháng 7. Và khi mà có dịch bùng phát tại Đà Nẵng thì chúng tôi cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và từ tháng 9 khi mà dịch ổn định trở lại thì chúng tôi cũng đã kinh doanh được. Nhưng mà từ đầu năm 2021 đến đây thì có thể nói rằng là ảnh hưởng chưa bao giờ chúng tôi bị ảnh hưởng nặng như vậy. Chúng tôi tính từ 30 tháng 4, 1 tháng 5 bây giờ đúng là khi mà dịch bùng phát lần thứ 4 thì tính đến đây là 5 tháng. Thì chúng tôi đã gần công ty đã không còn có doanh thu. Còn với doanh nghiệp vận tải này, sau gần 1 năm cầm cự hoạt động, tháng 5 năm 2021, doanh nghiệp phải trả một nửa số mặt bằng đang thuê để tiết kiệm chi phí. Thậm chí có tháng doanh thu đạt âm, nhưng các chi phí kinh doanh như lãi suất ngân hàng, tiền lương, bảo hiểm xã hội chi trả cho nhân viên, hỗ trợ 70% lương với một số nhân viên văn phòng, lái phụ xe vẫn phải thực hiện chi trả. Ví dụ như là về các cái chi phí để mà duy trì hoạt động của văn phòng, thì chúng tôi cũng phải đảm bảo, tuy rằng là ví dụ như là ở tòa nhà họ cũng có chủ động họ chọn hoặc là họ giảm bớt một chút, ví dụ như là đâu đó 10% chi phí văn phòng. Ví dụ như là văn phòng của chúng tôi là bình thường là 20 triệu một tháng thì họ có thể giảm cho chúng tôi là 2 triệu đồng một tháng. Đấy, và bình thường ra thì cứ đến ngày 4 mùng 5 hàng tháng thì sẽ là ngày chúng tôi phải nộp tiền cho cả quý. Thế thì giờ họ có thể giảm cho chúng tôi đến hết tháng đầu tiên của quý. Thực tế cho thấy vận tải du lịch chỉ là hai trong số những ngành nghề bị tác động mạnh bởi dịch bệnh, nhưng cũng là hai ngành sụt giảm nguồn thu rõ rệt nhất. Không chỉ vậy, người lao động trong lĩnh vực này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quyết định số 23 của Thủ tướng với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được coi là phao cứu sinh cho những đối tượng này, nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như theo quy định tại Điều 31, Quyết định số 32, Bộ Hồ sơ yêu cầu hướng dẫn viên phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch phải được lập thành văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành du lịch mang tính mùa vụ, nên trong số hơn 28.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề, có đến 90% là lao động tự do. Điều này đồng nghĩa chỉ khoảng 10% hướng dẫn viên du lịch có hợp đồng dài hạn đủ điều kiện. Chưa kể, từ năm 2020 trở lại đây, gần 90% doanh nghiệp du lịch lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Việc hướng dẫn viên có hợp đồng lao động dài hạn là không thể. Quy định này làm khó cho cả người lao động và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục để nhận hỗ trợ. 80-90% những người lao động trong lĩnh vực du lịch này là đi theo hình thức là cộng tác viên. Họ không ký hợp đồng với một công ty du lịch, cho nên là việc mà có một hợp đồng du lịch này là không hề đơn giản. Mong muốn rằng là chúng ta có những cái sửa đổi theo cái 23, thử 23. Ví dụ như là chúng ta cần cái thẻ hướng dẫn viên du lịch để xác nhận người hướng dẫn viên. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là một cái hình thức khác, có thể là một cái hình thức giao kết, cái có thể là cộng tác viên hoặc một cái hình thức giao kết nào, một cái thỏa thuận nào đấy giữa một doanh nghiệp đơn vị là tổ chức với hướng dẫn viên, để có thể hướng dẫn viên để mình xác định đấy là cái hướng dẫn viên đã hoạt động, thì đấy là cái điều kiện rất là cần thiết để có thể hưởng hỗ trợ mà không cần thiết phải là cái hợp đồng lao động như hiện nay, rất là khó khăn. Trước những bất cập còn tồn tại, nhiều ý kiến cho rằng các chính sách tài khóa và tiền tệ cần tập trung đúng và trúng đối tượng bị ảnh hưởng. Thì chúng ta căn cứ vào tình hình cụ thể, mà tôi nghĩ rằng căn cứ vào tình hình cụ thể này thì chúng ta phải phát huy tối đa các cái hiệp hội. Tôi nói ví dụ Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam, rồi VCCI, mà nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là chúng ta phải sát sao từng tỉnh thành một, chúng ta phải báo cáo cụ thể và tham mưu cho Quốc hội, tham mưu cho Chính phủ để thấy rằng là doanh nghiệp nào là cần thiết. Chứ không phải tất cả các doanh nghiệp
có những doanh nghiệp họ cố gắng, tại vì lá lành đùm lá rách họ phải cố gắng, nhưng có những doanh nghiệp tôi thấy cần phải hỗ trợ ngay thì chúng ta phải hỗ trợ ngay bằng cái câu chuyện là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi đã tổng hợp tính toán thì riêng năm 2020 là các gói hỗ trợ tiền tệ tín dụng ước tính là giá trị khoảng 30,6 ngàn tỷ. Ta thấy rằng là thời gian vừa qua chính sách tài khóa rồi tiền tệ an sinh xã hội của Việt Nam chúng ta thì về cơ bản được ban hành khá là nhanh, nhưng cái quá trình thực thi và thiết kế chính sách nó vẫn còn có những cái bất cập, nhất là những cái chính sách liên quan đến tài khóa và an sinh xã hội, và khiến cho cái kết quả thực thi của nó không được như là doanh nghiệp và người dân mong muốn. Các chuyên gia nhận định để các gói kích thích phục hồi kinh tế vừa đủ liều lượng, vừa đúng, vừa trúng đối tượng và thực thi nhanh vào cuộc sống hiện nay vẫn là việc gia hạn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp, thực hiện miễn giảm thuế, lùi thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian dịch bệnh, miễn giảm các nghĩa vụ đóng góp, chú ý đến khoanh nợ cho các doanh nghiệp bị tác động nặng nề theo thông tư số 01 và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước về điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn nợ theo điều 4, miễn giảm lãi phí theo điều 5, giữ nguyên nhóm nợ theo điều 6 cho khách hàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.